Không có ai khác ngoài chúng ta. E rằng vì ngoài trời đang lạnh quá. Phải tiếp tục cố gắng thôi. Thấy chưa em yêu? Chúng ta gặp may rồi. Đó là Great Dane. Pongo, quiet boy. Thôi im lặng nào. Mày muốn đánh thức cả khu phố này dậy sao? Thôi đi. Pongo, đi thôi nào. Thôi nào, ngoan nào. Chúng ta về nhà thôi. Có chuyện gì thế? Ai cầu cứu thế? Đó là Pongo đấy, ở trong công viên. Đó là tín hiệu ở cầu cứu tất cả các con chó trong khu vực. Cầu cứu cái gì? Nói cho tôi biết đi. Chờ chút. Có gì đó. Cái gì hả Danny? Cái gì thế? 15 chú chó con bị đánh cắp. Họ đã báo cảnh sát chưa? Con người đã cố hết sức rồi. Giờ đến lượt chúng ta phải ra tay. Tôi sẽ phát tín hiệu cho. Coco, be quiet now.